Hôm nay là ngày 30 tháng 9, là ngày cuối cùng của tháng 9 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhoăng hết một cái là hết luôn một tháng. Vừa mới ngày nào mới nghỉ mùng 2 tháng 9 xong mà hôm nay đã 30 tháng 9 rồi. Các bạn có cảm thấy thời gian nó trôi qua nhanh không? Ui giời, mà các bạn quan tâm quá thời gian. Chỉ có tháng bây giờ, tháng già rồi, tháng mới quan tâm thời gian này. Tháng cảm thấy thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Nhoăng phát thôi, sắp đến Tết rồi đấy mấy bạn ơi. Và ngày mai chúng ta sẽ bước sang một cái tháng mới. Hôm lọ là có chơi mini world ở cái map sinh tồn 1 HP máu, quên mất lại 1 tim máu. 1 tim máu nhiều hơn cả 1 HP máu luôn đấy. Mà cái map đấy là của bạn người Việt Nam nha. Trời ơi, bạn ấy xịn sò thật, làm ra được cả cái map đấy luôn. Và hôm nay ta lại tìm được cái part 2 của cái map này, tức là cái phần 2 của cái map này. Đây là cái ID của chủ map nha, 23713429. Tên map Vũ Mập Vũ, chắc là Vũ Mập đây này. Đoạn đầu chơi dạo thôi nha. Chơi dạo không biết là chắc là dễ. Chơi dạo là chơi dễ nha mọi người nha. Nghe có vẻ là đi đường này là không được nè. Xem nào. Hình như là thằng sẽ bơi lên kia. Đúng rồi. Bơi lên kia. Đừng có bảo là đi xuống đây lại ngã nha. Tốt nhất là không xuống nước, kiểu lướt toàn lướt một khối block hay là lướt xuống nước, các bạn sẽ bị ui, là các bạn sẽ trôi xuống mặt đất luôn. Trời ơi, bây giờ đi qua đâu bây giờ? Qua đây. Đừng có bơi vô lava nha. Tự nhiên cái chỗ lava kia dại gì mà bơi sang. Xem nào, trong dương bạn ấy không cho thắng cái gì nhá. Trời ơi, có 2 cái đường mà bạn ấy chả cho thắng cái gì. Mình đã cố gắng xây cho mấy bạn gì đấy, mấy bạn yêu chơi được rồi nhé. Trời ơi, cố gắng cái gì thôi, cứ lên. Chữ ở trong mini world khó đọc kịch khủng luôn. Trời ơi, dương không có cái gì đâu. Cho lên là ta sẽ không mở cái rương nào cả. Cái gì nữa đây? Ra ngoài hay là xuống nhá. À, đây có cái cửa này. Ít ơi, có cái cửa này nó cùng màu quá nên là thắng nhìn hơi bị khó. Cái biển gì nữa đây? Let's go, bây giờ mới bắt đầu này. Hết cái phần chơi dạo rồi mấy bạn ơi. Đi bên này. Đó, sang bên này mới gọi là chơi thật nè. Còn lúc đấy là chơi dạo thôi. Pop cua 1 máu thôi nào. Ồ, bây giờ thắng có tận 77 tim máu nhỉ. Nhưng mà trên 1 tim máu. Check in, đi qua đây, lưu. Rồi, lưu màn chưa? Lưu màn rồi nhá. Bây giờ chúng ta đi xuống đây thôi. Ui, đi từng bậc nha mấy bạn ơi. Đừng có đi cách xa quá là. Wow, đấy, xít nữa. Trời, bên này không phải. Bên này. Trời ơi, sao cách xa. Wow, may mà bạn ấy cho nó 73 tim máu, 100 tim máu nên ta không hiểu sao. Đấy, chạm vào lưu màn hồi sinh này. Ok, rồi, đi sang bên này mấy bạn ơi. Bên này lên được này. Bên này từng bậc này. Ui giời ơi, lên ngay. Sang bên này, đang đi qua một rừng cây luôn. Mò hai bên nhá. Hình như là sẽ đi ở cái đường sườn này này. Ồ, đây mấy bạn này. Thắng, đây. Thắng thấy cái mấy cái cây leo này này. Nào, bây giờ sang bên này mới gọi là khó này. Trời ơi, thì là đi lên cái cây leo đấy, chứ không phải thắng leo vào cái cây leo đấy. Chỉ cần đi lên nó là được nha. Bây giờ nhảy sang, pop cua sang. 1, 2, chưa chạy nhanh. Ui, qua được luôn này. Bên này nữa này. Trời ơi, lấy đài nhá. Phải lấy đài nhá. Ui, oh my god. Trời ơi, xịn xò quá đấy. Qua được rồi, bên này mấy bạn đấy. Wow, quá là đẳng cấp, thắng TT luôn. Trời ơi, mình bắp cua gà như con gà luôn mà vẫn qua được. Ui, what? Tại sao lại làm cái hố ở đó? Ôi giời ơi, lại phải làm lại từ đầu này. Cẩn thận nhá. Cái gì mà chơi trôn tiên làm một cái hố giữa đây là nó không nhìn thấy luôn. Chạm vào lưu màn á. Cẩn thận nhé. Đúng rồi, cẩn thận. Thắng bị toi mạng xong, thắng mới nhìn thấy cái biển. Cẩn thận. Lên nào. Bây giờ lại bắp cua sang này. Bắp cua sang. Ui, what? Mấy cái khối này rơi xuống kìa. Mấy cái khối này mày đừng có rụng xuống nhá. Đừng rụng mày quá. Không có khối nào rụng. Lúc bé thằng quên không chạm đây, thằng chạm luôn mà thằng không bị làm sao bây giờ. Ui, đi qua. Ui. Rồi, chạm vào lưu màn tiếp. Mấy cái bức tường lava này. Sợ quá. Chỉ cần chạm vào thôi nha. Không cần cháy là chúng ta bị nghèo luôn. Bên này. Ôi giời ơi, qua được rồi. Lại đến chỗ mấy cái sừng rồng này mấy bạn ơi. Qua. Ui giời. Lên nào. Ui. Đi nào, bên này mấy bạn ơi. Ui, ôi ôi, thắng bị sưng rồng nó đâm vào rồi. Ôi dồi ôi. Ui, what? Bọn này nó mọc được tay ra mà nó đâm vào thắng ta. Bên này nhá. Đi vào ô này, đi sang ô này. Đi lên. Ui,
đi sang bên này. Rồi, qua được rồi mấy bạn ơi. Ê, sang bên này tiếp này, có rất là nhiều chỗ trống để đi nha. Cay thật sự luôn rồi. Đến chỗ này là không thấy cái đường đi luôn. Lên nào. Ui, thì ra cái đường xuống ở bên này. Trời ơi, bên này chạm về lưu màn. À được rồi, giờ là có gì thắng bị to mà anh không phải chơi lại mấy cái sa mạc kia. Lưu, ui, parkour sang khó thế nhở. Ui, qua luôn. Ui, trời ơi. Ui. Ơ, không phải nhảy vào đây à. Phá kính phải không? Không phá được kính nè. Ê, chắc là nhảy sang mấy cái khối kia rồi. Đấy, mấy cái khối này là mấy khối gì mà thấy không bị bỏng nhở? Kiểu như là khối phát sáng. Ui, thế bây giờ lại đi đâu đây? Mấy bạn ơi, nhảy một phát sang tận cái khối kia được á? Ôi, ui, phát nữa. Trời ơi. Ui, trời ơi. Cái khối cuối cùng này nó cứ trôi. Cái khối này nó cứ trôi mấy bạn ấy. Ui, rồi, yes. Qua được cái chỗ khó nhất luôn. Xong rồi. Tay lái lụa lách lào. Lách thì dễ còn hơn parkour mới khó. Ồ, lại lách sang bên nào ta? Bên này. Bên này là lách theo hình 90 độ này. Ui. Đúng là tay lái lụa lách thật. Rồi mấy bạn nè, nào, chỗ này thằng bắp cô quạ luôn. Đến cái đoạn này là phải đi lên đây này mấy ông nội ơi, chứ không thể nhảy qua lava được rồi. Bây giờ mình nhảy qua được nè. Nào. Ui. Đấy, đến cái đoạn này phải để góc nhìn này nó mới an toàn này thấy chưa? Ấy ạ. Sao vậy? Ui giời ơi, qua được thì chúng ta lại chơi góc nhìn bình thường này thôi. Được. Đâu rồi, đi bên này, trời ơi, lạc mất cả đường. Ui, nào đấy đà, 1, 2, 3. Wow, rồi, sáng bên này. Ý, bên dưới. Rồi, bên kia là băng kìa mấy bạn ơi. Có điều bây giờ mình nhảy. Ui, qua. Wow, cuối cùng thì qua được mấy cái chỗ lava khó khăn đấy rồi các bạn ơi. Đâu nhở, thằng đang ở đâu đây? Trời ơi, chỗ này là một vườn thảo nguyên đẹp ơi là đẹp luôn này. Ế, đi mai. Ế. Ui, lại gặp lava luôn. Phát này là parkour sang cái chắc rồi. Đó, sang rồi. Lại leo dây leo lên. Lên nào. Ui. Suýt nữa là mất mạng luôn. Bây giờ parkour sang này lại dịch chuyển nữa thôi. Ok, dịch chuyển kiểu gì bây giờ? Parkour sang. Ui, wow, hang đó là hang ngọc lục bảo nha mấy bạn ơi. Trời ơi, sao cái màn hôm nay toàn lava là lava. Ở cái màn trước thì toàn xương rồng, mà cái màn này toàn lava là lava thôi mấy bạn ơi. Lại nhảy sang thôi chứ có cái gì đâu. Cái gì đây? Mai ai chơi Minecraft chắc biết. Sao lại ai chơi Minecraft chắc biết? Biết cái gì? Thằng có biết cái gì đâu. Lên nào. Mà ai đã chơi Mini World rồi thì bạn nào cũng chơi Minecraft luôn. Rồi bây giờ đi vào đây à? Chả biết. Ô, không nhảy được qua cái chỗ lava đấy các bạn ơi. Ủa, What? Không nhảy được qua lava luôn. Không hiểu kiểu gì luôn. Rồi, tốt nhất là tránh xa nó ra. Tránh xa ra. Lại parkour sang thôi. Đây. Cái chỗ này khéo nhá. Rồi, qua. Ui, qua tiếp. Ui giời ơi, qua tiếp rồi. đi đường nào bây giờ? Đây, bên này có đường rồi. Không biết mấy cái ánh sáng này để làm gì. Chắc là... Ô, ôi, sang lại gặp bẫy rồi. Sang được luôn. Đi sang một nơi khác rồi. Mấy ông lợi ơi, mấy ông tướng ơi. Chỗ này toàn tia laser. Lại lách qua laser thôi. Chuyển góc nhìn thôi mấy bạn ơi. Chuyển góc nhìn này cho nó dễ. Chuyển góc nhìn này giống chúng ta đang chơi Roblox ấy. Đây là dễ hơn. Ôi, hỏi ơi, lại đi vào đường cụt rồi. Cái gì vậy? Sao không làm một con đường đi lại làm hai con đường? Một con đường cụt, một con đường không cụt. Đi ngang tiếp, đi xuống, ngang tiếp. Ui, góc nhìn này chơi dễ hơn nha. Bây giờ là thằng mới biết. Lưu màn thôi mấy bạn ơi. Rồi, lại parkour rồi. Parkour rớt mà hôm nay toàn gặp parkour thôi. Ui, cũng được. Ui,
Qua qua, ui một chút xíu rồi đang rơi xuống rồi đấy. Ui ui, trời ơi, thế đang rơi xuống mất tiêu rồi. Mấy bạn ơi, cái khối này nó có cái gì, có cao su hay có mỡ ra tao nhảy phát ra nào. Trơn ngang được, đó. Suýt nữa rơi xuống luôn. Suýt nữa được, ui. Còn khối cuối cùng mà không qua được à. Đây các bạn ơi, thấy chưa? Bên này có cái khối nó chắn thắng này, thảo là nó không nhảy sang được. Bây giờ tao phải nhảy vào khối trong này này. Qua được rồi. Chào mừng Lưu Man, qua được rồi. Bây giờ lại gặp mấy cái đại ca bấy gai này, không sợ. Tưởng gì mấy cái bấy gai này. Bên này khéo nhá. Ui. Bấy gai này, chuyển góc nhìn thôi mấy bạn ơi. Bấy gai này thì bấy gai này, này thì bấy gai này. Ui giời, qua rồi. Rồi, cuối cùng nó cũng thoát được cái mê cung thang đấy rồi. Lắm kiểu, thiệt sự luôn. Rồi mê cung thang, rồi mê cung sưng, rồi mê cung các kiểu con đà điểu ơi. Sao vẫn chưa lên được. Đây, bắp cua sang thì mới sang được này. Rồi mấy bạn ơi, đi đến chỗ này run lên là run. Mãi chưa qua mấy cái chỗ này, sợ quá đi. Ê, oh my god, cuối cùng nó lại quay lại cái chỗ cũ này. Qua tiếp rồi, chiến thắng. Ui, oh my god, cuối cùng chúng ta hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay, sinh tồn một tim máu phần 2. Ok các bạn, vui mừng quá, map này công nhận là dài hơn cả map trước thật, mẹ khó hơn bao nhiêu luôn. Với lại cái bạn mà tạo ra cái map này chắc là cực kỳ là thông minh luôn này. Rồi ok, thì video của mình tới đây kết thúc nhá, và hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.